Dịch tăng lên cấp độ 3, Cần Thơ giảm 50% lưu lượng vận tải hành khách. Đô thành phố Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch tăng lên mức 3 nên vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh giảm 50% số chuyến. Chiều mùng 9 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ có thông báo về việc tổ chức lại vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 11, vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh sinh viên được phép hoạt động nhưng không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có thực hiện giãn cách chỗ trên phương tiện. Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, chỉ được phép đi đến 14 địa phương và ngược lại, gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, tần suất khai thác đi Đến các địa phương này không quá 50% số chuyến đã công bố và phải thực hiện giãn cách chỗ trên phương tiện, trừ xe dừng nằm. Trước đó, ngày 29 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thông báo thống nhất hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định đi. Đến 15 trên 29 địa phương, trong đó có tỉnh An Giang. Đến ngày mùng 6 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ. Đường thủy nội địa do địa phương này có dịch cấp độ 3.